Mẫu xe Toyota Yaris G đời 2019 màu trắng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mới chỉ chạy có 40.100 km, đương tình cá nhân tại tỉnh Đồng Nai, màu trắng. Xe này thì cái chất lượng xe rất là liền lạc, 4 giỏ là ring theo xe, giỏ sơ cua là chưa có chạm đất mới về, đang được rao bán 538 triệu đồng để quý vị sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Này, bên trong này nội thất phải nói là rất là đẹp quý vị, còn rất là mới ha. 2019 tới giờ là 5 năm sử dụng rồi, 538 triệu đồng để quý vị sở hữu mẫu xe Toyota Yaris nè.